Thế sau kiểu chắc là cô này cũng thích thích mình cảm nhận đấy rồi. Thế mình mới hay trêu, mình bảo là thôi ngồi đằng sau thì ôm mà đi cho an toàn, không là ngã đấy. Ôm thật. Ôm luôn. Ôm thật. Ôm luôn. Rồi bây giờ tới Trung đó. Xấu vừa thể hiện luôn rồi anh. Cảm giảm mà. Cảm giảm hay quát lắm. Trông mình hay thôi mà hay quát lắm. Quát em hả? Vâng. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Wow. Mời 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 hai mời em. Wow, trên sân khấu hôm nay là phải nói nha, những người phụ nữ lên đây đều tuyệt vời hẳn ra. Đó. Mình rất là Bluetooth đúng không? Ồ, đẹp cái chị. Chưa, đều là mắt sao gà nó... như nhau. Rồi, chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào mời hai em giới thiệu về mình. Dạ vâng, đầu tiên em xin giới thiệu em là Trung, chồng của Hồng Nhung đây. Hiện đây là cái gì Trung? Dạ. Đừng nói em Quốc Trung. Em là Đức Trung ạ. Đức Trung. Tưởng Quốc Trung là em Quốc Thuận. Ừ đó, Quốc Trung là em Quốc Thuận rồi. À. Nay em 33 tuổi, đang ở sinh sống ở Hà Nội. Hiện thì em đang làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Dạ, em chào anh chị ạ. Em tên là Hồng Nhung và em năm nay là 34 tuổi. Thì em cũng làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Và hai vợ chồng cũng có chấm nở tình yêu và xuất phát từ tình yêu từ cái ngành tiếp viên hàng không. Thì hiện tại em vừa làm tiếp viên hàng không và làm giám đốc của công ty riêng về xuất nhập khẩu mỹ phẩm ở nước Hoa. Như vậy là chắc có lẽ là cơ duyên các bạn gặp nhau là chắc có lẽ là gặp ở trên máy bay đúng không? Lần đầu tiên bọn em gặp nhau thì là đang ở thời gian huấn luyện của Vietnam Airlines. Ấn tượng thì lúc đấy cũng chưa có ấn tượng gì cả. Thế nào lại gặp được cô gái lại cũng thích chơi thể thao. Chiều đến em mới chơi thể thao. Thấy vợ em ra chơi thể thao với một bạn nữa, bóng rổ. Thấy ấn tượng quá, cá tính quá. Cũng xin, ngày xưa chỉ có số điện thoại với cả nick Yahoo. Thế là xin contact của nhau rồi liên hệ với nhau. Cách đây bao lâu rồi? Đó là vào năm 2010 anh ạ. Ồ, lâu rồi. Là 12 năm rồi. 12 năm trước. Còn dạ. Em sao? Tự nhiên em, tức là lúc đó em thực sự là em rất mê cái môn thể thao đó. Bóng chuyền. Thực sự thì em cũng thích chơi thể thao từ bé. Thì em hay chơi môn thể thao là đá cầu và bóng chuyền, bóng rổ thì cũng biết chơi một chút. Tính cách cũng khá là mạnh mẽ nên là cũng hay thích chơi với cả con trai và hay thích chơi các môn thể thao. Xong rồi cũng nhìn thấy nhau nhưng mà cũng không có gì ấn tượng với bạn ý ít tuổi hơn. Cái tiêu chuẩn của em là không có lựa chọn bạn trai ít tuổi hơn. Cho nên em cũng không có ấn tượng với những bạn trai ít tuổi. Mà em lựa chọn là phải hơn em ít nhất là 5-10 tuổi rồi, hơn một cái đầu cái suy nghĩ tư duy nó cũng phải hơn. Thì mình mới có cái để mắt. Thực ra thì thời điểm đấy là bọn em hay tâm sự với nhau. Đều học xa nhà cả. Xong rồi thời điểm đấy em cũng sau một thời gian cũng mới chia tay người yêu cũ. Hay tâm sự. Xong rồi cũng qua những câu chuyện đấy thì em nghĩ là có cảm tình với nhau thôi. Chứ còn thực ra bọn em không có ai tỏ tình hay là ngỏ lời là người yêu anh hay là làm người yêu em nhé. Em ngày xưa đi học thì thời gian rảnh cũng nhiều. Tối hay hồi đấy bắt đầu quen nhau rồi, nói chuyện nhau rồi. Thì hay rủ vợ đi, là người yêu ngày đấy, đi dạo phố. À chứ người là người yêu chứ, mới là đối tượng mình nhắm tới thôi. Sau kiểu chắc là cô này cũng thích thích mình cảm nhận đấy rồi. Thế mình mấy hay trêu mình bảo là thôi ngồi đằng sau thì ôm mà đi cho an toàn, không mà ngã đấy. An toàn giao thông đi. À anh mày đã bóng. Thế là sau một vài lần trêu rồi ôm luôn. Ôm luôn. Thế là lúc đấy em mới biết là thích rồi, thế coi như là nhận lời. Coi như cũng chả ai tỏ tình với. Cái ôm đấy là cái nhận lời luôn, đúng không? Đấy. Ủa như vậy là em hơn bạn mấy tuổi? À em hơn anh Trung 3 tuổi ạ. Cái cảm xúc nó ngộ lắm, chị nói thiệt, chị cũng vậy mà. Lúc thế, còn lúc mà chị 22 tuổi á, dạ. Là lúc bằng em cái thời điểm đó. Dạ, đấy chị là gặp ông xã chị là lúc là anh Tuấn Anh, lúc anh cũng bằng tuổi em bây giờ. Cũng cách nhau 3 tuổi ạ chị. Cho nên là mình không bao giờ mình nghĩ là kiểu như là sẽ đến với nhau đâu. Nhưng mà mặc dù trong lòng rất là thích luôn á. Như vậy là cái tình yêu của các bạn như vậy là trong cho đến lúc coi như là lấy nhau thì nó có suôn sẻ không? Nó có chia tay chia chân gì không? Bọn em thì cũng có một lần chia tay nhau rất là lâu. Cái giai đoạn đấy là thời điểm mà anh xã em ra Hà Nội mấy tháng. Thì bọn em có cãi nhau, có những cái mâu thuẫn rồi những cái không phù hợp về
về về suy nghĩ chia sẻ thì cũng chia tranh nhau mất khoảng một tháng, gián đoạn trong một tháng. Thế xong đó là cũng vẫn thấy có thiếu người chia sẻ, xong rồi trống vắng hay là lại nói chuyện lại và lại quay lại. Thế xong đấy thì khi mà em yêu anh ấy một thời gian thì em bay ở trong Sài Gòn này hơn một năm, năm rưỡi thì em lại chuyển sân ra Hà Nội để bay. Thế thì thời gian đấy thì là hai gia đình cũng biết là hai đứa yêu nhau và có qua lại với nhau và biết là em hơn tuổi chồng em. Thế thì ông bà cũng hai bên rất là phản đối luôn và không đồng ý một chút nào, bởi vì là bố mẹ em thì cũng muốn là con gái gặp một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, có thể lo được cho gia đình, và sợ là sau này nó có cái ảnh hưởng về ngoại hình thì vợ sẽ chồng, bị già hơn chồng sẽ bỏ mình đấy. Đó, vâng, thì vợ bên gia đình nhà anh ý thì cũng như thế, thì cũng muốn là anh ấy đang còn trẻ, nhiều cơ hội thì cũng còn nhiều thời gian để mà rèn luyện và tìm được cái người nó phù hợp với lứa tuổi tác hơn. Nói chung là bố mẹ thì phản đối phần chính là vì tuổi tác. Và có lần thì em cũng hai đứa thì cũng rất là quyết tâm, bởi vì là em nghĩ là bộ khi mà gia đình càng cấm cản thì hai đứa lại càng mãnh liệt, càng cấm cản máu em ạ. Đấy, tuổi trẻ đấy. Thế, đúng rồi, máu lắm rồi chung. Mà ngay lúc thời điểm đó là đây 22, đây 19, máu lắm em ạ, máu lắm. Nhưng mà làm sao để cho hai gia đình coi như hết phản đối và chấp nhận? Thực ra cũng là do bản thân mình thôi, em nghĩ thế. Xong rồi bọn em thì lúc đầu khi gia đình nghe thì cũng không đồng ý, nhưng mà khi gặp mặt nhau rồi thì bố mẹ bắt đầu có những sự thay đổi. Khi tiếp xúc với Nhung thì thấy Nhung cũng là một người phụ nữ mà người đàn ông có thể gửi phần đời của lại của mình. Nói nghe nhỏ bé quá, đàn ông nhỏ bé mà. Nhưng nói thế chứ mình ra ngoài đường thì mình to, về nhà mình vẫn là cá con. Ngoài đường cá mập. Ra đường cá mập, về nhà cá con. Đó. Nhưng mà chị hỏi nè, hai đứa là trên hai cái tuyến đường bay khác nhau hả? Hay là bay chung một máy bay? Dạ, thi thoảng bắt đầu mới có một chuyến đi chung. Còn đâu thì là em với vợ em là khác đội. Khác đội đúng không? Dạ. Thế rồi có ghen qua ghen lại không? Chứ chị thấy bay suốt ngày trên giờ. Thế đứa nào cũng trai xinh gái đẹp này chết trên giờ. Thế ra vợ chồng em cũng hiểu nhau thì cũng hiểu công việc của nhau mà. Anh nghề phải như vậy, phải đi đây đi đó, phải mất thời gian. Thì cũng không ít khi xảy ra cái chuyện. Không ghen. Em thề đi, em có ghen không? Thi thoảng gọi không được thì mới hơi hơi thôi. Trên giờ làm sao mà gọi thường xuyên không được cái. Đấy thì em sợ là đi vẫn chưa đáp. Hay là đáp rồi mà vẫn để chế độ máy bay. Thành ra mới hơi tò mò tí. Em sao? Không chồng thế này chết dở đấy bà. Có ghen không? Thực ra thì là em nói chung là cũng hai vợ chồng em thì cũng có một chút. Chứ không có ai là ghen nhiều hết. Bởi vì thực ra là bọn em rất là may mắn, bởi vì là công việc nó gắn kết với nhau từ cái hồi mà bắt đầu yêu và bắt đầu đi học. Xong đó là cái thời gian mà gắn bó với nhau nó cũng lâu. Thì khi mà bọn em đi làm thì bọn em cũng có hiểu cái tính chất công việc của nhau. Thì đi thường xuyên và mỗi cái tổ thì là có những cái tiếp viên, những cái phi công cũng khác nhau, chứ không phải tổ nào cũng giống nhau. Thì bọn em cũng có những cái sinh hoạt chung với cả các anh các chị. Thì nếu như mà có cái gì đó mà nó khác lạ thì là trong tổ cũng đã đồn biết ngay đúng không? Biết luôn. Và mình rất là nhạy cảm chị ạ. Mình sẽ cảm nhận được luôn là cái tình cảm có cái gì thay đổi hay không, rồi cái sự mà ứng xử ra là cái đó là mình cũng khá là nhạy cảm. Nên em nghĩ là bọn em cũng không có nhiều cái sự ghen tuông trong cái chuyện tình yêu nhiều. Rồi bây giờ thôi mình đến cái phần kia đi. Dạ. Hai vợ chồng em là coi như là lấy nhau 2013. Đúng rồi ạ. Cho tới lâu bây giờ là 2022. Làm. Là 9 năm. Thì bây giờ có những cái tật xấu, có những cái tật gì mà mình cảm thấy chưa hài lòng thì bây giờ sẵn lên đây thì mình khui đi em. Dạ. Anh Nhung có xem chương trình này rồi đúng không? Em có xem đến rồi. Cái phần này là phần bóc phốt ạ. Các chị là rất thích mà, các chị vợ rất thích đúng, các anh cũng thích chứ làm như con mình các Chung chị có thích không Chung? Em không. Cường khùng. Anh không hề thích luôn. Tại vì là đàn ông là nhiều tật xấu lắm, thành ra chị em thì chỉ đợi cơ hội này để kể ra thôi. Cái thời điểm mà mới lấy nhau về ấy, thực sự là cũng bị sốc chị ạ. Bởi vì là trước đó thì yêu nhau thì rất là quan tâm. À ngày xưa anh không có bạn bè tụ tập nhau, ăn uống nhậu nhẹt nhiều. Thế nhưng mà cái thời gian mà lấy nhau về thì em có bầu em bé. Thế xong rồi anh lại thường xuyên đi bay. Và đi bay thì gặp bạn bè, xong đó là cứ chuyến bay cuối chuyến bay thì lại về là hẹn nhau đi ăn này. Ăn xong rồi đôi ba chén rượu. Xong bắt đầu dần dần nó thành cái thói quen, thành cái nếp á chị. Và có lúc hôm là còn đi nhậu về đêm luôn, 2-3 giờ sáng ấy. Em cũng rất là stress về cái việc là không
quan tâm đến vợ và hay đi nhậu như thế. Nhất là lúc đang mang bầu nữa. Vâng, đúng rồi, cái lúc đấy mình cũng bị căng thẳng theo, cũng mệt, tủi thân. Anh ấy có cái tật xấu như thế thì là em không thích nhất. Còn đàn ông thì có rất là nhiều cái tính, ví dụ như là bừa bộn, bẩn thỉu. Thì những cái đó cũng thi thoảng cũng càm ràm. Thế nhưng nó cũng không phải là cái quá to để mình để tâm đến. Mà mình chỉ quan tâm đến cái chuyện là chia sẻ cùng với cả nhau, quan tâm nhau và quan tâm đến cái gia đình, cái đứa con của mình. Nhưng mà cái đó là trước đây, thế còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì hiện tại thì anh ấy cũng chăm lo cho gia đình hơn, cũng bớt nhậu hơn. Nhưng mà vẫn có cái tật là đi nhậu, đã nhậu là phải nhậu tới bến. Đó là tật xấu đó. Thì em cũng rất là mong là anh sẽ biết kiềm chế những cái được, cần trô được cái điểm dừng đó. Đó là mong muốn thay đổi luôn rồi đó. Vâng, em mong muốn cái điều đó nhất. Xong đó là tập trung cho cái việc kinh doanh của công ty và chăm sóc con cái hơn. Có thường xuyên trò chuyện với con gái không? À đó, còn một cái tật nữa là chồng em nhiều khi là cũng say mê game đó. Là đó, chơi là game. Cũng chơi hơi lâu. Em cũng mong là giảm bớt đi một chút xíu. Để có thời gian để dạy dỗ con nhiều hơn. Mê game. Rồi bây giờ tới Trung đó. Xấu thể hiện luôn rồi anh. Cảm giảm hả? Cảm giảm hay quá lắm. Trông ngày tôi mà hay quát lắm. Quá mà, em hả? Vâng. Mà nhiều khi cô biết là chơi game đâu, nhiều khi em đang đọc sách. Tại vì em đọc trên iPad mà. Lại bảo chơi game. Em đam mê về đá bóng. Thích đi đá bóng và thích chơi những cái game liên quan đến đá bóng. Mà em có một cái thời gian quy định thôi. Tức là sau khi con ngủ rồi. Tối muộn muộn, 10 giờ 10 giờ em chơi. Thành ra chơi hơi muộn. Có thể là vợ đợi mình lên giường lâu quá. Thành ra vợ quay ra quy mình là mê chơi game. Lâu lâu lắm rồi, máy để bụi lắm rồi không chơi đâu. Thế vợ là hay để trong lòng, nhiều khi cứ thấy ngồi cầm máy là cầm máy là chơi game, mặc định luôn, mặc định cứ cầm luôn. Máy là game. Đó là giải thích đó. Rồi bây giờ tật xấu của vợ nè, quá càm ràm nè, hay quát cả chồng cả con. Mà nhất là cái thời gian mà đợt rồi dịch ở nhà nhiều quá, xì chết đấy hay quát. Nhưng mà thôi, đối với em mình quen rồi, ở nhau gần 10 năm. Bây giờ là quát thì thôi, dắt con đi ở trong phòng trốn. Vợ còn tật xấu gì nữa không? Ngoài quát chồng ra còn cái gì nữa không? Em có một tật xấu mà thực ra cũng là một cái điểm tốt. Vợ em là khá đam mê công việc. Gần như là những cái thời điểm mà ngày xưa còn bay ấy, thì còn ít làm công việc ngoài. Nhưng mà khi đã nghỉ công việc đi bay rồi, vợ em lại càng tập trung vào cái việc công kinh doanh nhà. Nhiều hơn. Công việc kinh doanh ấy. Thì nhiều khi là do tập trung quá cũng quên hết những thứ xung quanh. Đôi khi quên cả chồng và con đang ở đâu. Vậy á. Đó là hôm trước thì mới được cô giáo nhắc lại một lần là cho con em đi học thêm. Thế là vợ em làm tập trung quá hay là mệt quá, quên đón con, để con ở đấy mất 2 tiếng ăn cơm cùng nhà cô. Vậy bây giờ cô vẫn nhớ câu chuyện đấy cách đây 2 năm rồi. Thực ra thì em cũng hay đãng trí. Cho nên nhà em bây giờ làm khóa là phải khóa vân tay hết. Toàn bộ. Còn chìa khóa xe máy với chìa khóa ô tô thì thoảng cũng có quên. Đi lên xong lại đi xuống. Thế còn những cái chuyện mà ngày xưa thì là em cũng không nhớ được kỹ lắm. Bởi vì là thực ra thì là bây giờ cái khối lượng công việc của em nó cũng hơi nhiều. Và thời gian rảnh thì em cũng muốn là tập trung dành. Có thời gian thì em tập trung em dành cho con cái. Bây giờ chứ như em chỉ có mong muốn chồng em là bớt đi nhậu thôi đúng không? Yes. Bớt nhậu, bớt game nữa. Game thì bây giờ anh ấy cũng đỡ hơn rồi. Đấy, em quát nhiều, em mong vợ em ít quát đi. Mong vợ con nó cũng đỡ sợ mà em cũng đỡ sợ. Thì thực ra bây giờ hai bạn ở với nhau cũng 10 năm rồi. Vâng. Bây giờ bắt đầu cái tình yêu nó chuyển thành cái tình nghĩa rồi. Vâng. Đúng không? Mặc dù hai đứa còn rất là trẻ luôn á. Nhưng mà cái nghĩa nó nhiều hơn. Thành ra là chị nghĩ là nếu mà cái gì có thể thay đổi được thì thay đổi. Cảm ơn Trung với Hồng Nhung nha. Dạ. Em cảm ơn anh chị. Chúc cho hai em sẽ luôn tận hưởng hạnh phúc. Hạnh phúc. Cái công ty là công ty phải phát đạt. Triển hơn nữa. Dạ. Yeah. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Rồi. Anh cưới em là tại vì mẹ anh không có cho anh cưới bạn gái anh. Rồi lúc đó là em nghe lời suối của ba mẹ cưới luôn. Dạ. Ê vậy vui lắm á. Tại vì mới đầu 5 năm trời mà là bạn không á, chị đi nhậu á. Rồi cái xong cái cưới rồi cái đêm tân hôn vui không? Đêm tân hôn kể nghe coi nó kỳ kỳ á. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Dạ, đầu tiên em xin được giới thiệu, em là Chanh Chánh, đến từ Đắk Nông. Công việc hiện tại của em là sư phụ lậu. Hả?
em là người Hoa. Tại vì bên người Hoa em là có rất là nhiều những cái phong tục tập quán riêng của người Hoa á, thì sẽ có một số người là đảm nhận những cái công việc đó, giống như là những cái tục lễ mà mình ma chay cưới hỏi hay là những cái lễ hội của người Hoa đó. Rồi, gọi là để phổ biến những cái tục lệ, đúng không? Những lưu truyền lại, dạ, của từ ông bà lại. Dạ, dạ. Còn em? Dạ, em xin chào mọi người. Xin chào MC Hồng Vân và Quốc Thịnh. Em tên là Ngô Kim Cúc và năm nay em 23 tuổi, em đến từ Đắk Nông ạ. Em cũng là người Việt gốc Hoa. Cái mối tình của các em nó bắt đầu được như thế nào? 5 năm về trước rồi, là em đi xuống nhà bạn của em chơi, vô tình là gặp được vợ em, cũng là ngày xưa là cái bằng bé Cúc thôi. Dạ, lần đầu tiên gặp Cúc để tóc tomboy á, thấy cũng lạ lạ, cũng ấn tượng. Một thời gian sau, cũng khá lâu á, em vô nhà cô của Cúc chơi, không ngờ được là Cúc lại là cháu của bạn mình. Thấy dễ thương, lúc đó mới lấy số, mới tìm hiểu đồ. Cái lần đầu tiên mà chưa phải là lấy số đó là đã thích rồi gì? Dạ, ý là thấy dễ thương thôi chứ cũng chưa thích. Yeah. Là nói chung, yeah, là ấn tượng tốt, đẹp đúng không? Dạ. Yeah. Cái lần đầu tiên gặp em thấy anh dạy gái. Anh đi xuống nhà bạn chơi. Ở nhà có nhiều người lắm, chắc cũng tầm mười mấy người á. Anh mua nước mía hết cho cả nhà uống luôn. Ta gọi là ga lăng, sao gọi là dạy gái? Vô nhà cô thì gặp, thì lúc đầu là anh này cũng chưa có nhớ ra em đâu. Xong là lúc đó là tụi em mới chơi với nhau thôi. Là chơi với nhau 5 năm trời. Tới lúc tụi em cưới, một cái là đùng, một cái là cưới thôi, chứ không có yêu đương. À, rồi trong lúc làm bạn bè có nắm tay nắm chân rồi có này kia nọ không? Dạ không, chỉ có rủ nhau đi nhậu cà phê thôi chứ không có. Tại sao lại cưới như vậy ta? Anh cưới em là tại vì mẹ anh không có cho anh cưới bạn gái anh. Anh là hồi xưa là anh có quen một chị, anh với chị đó rất là thương nhau, nhưng mà tại vì ba mẹ thấy là chị đó sao á, với lại làm nếu mà cưới là sau này anh phải xuống Bình Dương lập nghiệp, không có ở trên Đắk Nông nữa, nên là ba mẹ không có đồng ý. Xong rồi cái vô tình mà lúc đó là tụi em gặp lại nhau á, xong cái ba mẹ anh xúi anh cưới em. Rồi lúc đó là em nghe lời xúi của ba mẹ cưới luôn. Dạ. Ê vậy vui lắm á, tại vì mới đầu 5 năm trời mà là bạn không á, chị đi nhậu á, rồi cái xong cái cưới rồi cái đêm tân hôn vui không? Đêm tân hôn kể nghe coi, nó kỳ kỳ á. Nó có cái sự gì khác cái lúc mà 5 năm trời mà đi cà phê với nhậu nhạc không? Cũng khác dữ lắm, cũng hơi bất ngờ. Thì cái đêm tân hôn thì cũng hơi bối rối. Không, anh không bối rối đâu chị. Anh không bối rối hả? Không hề bối rối. Tại vì á, trước đêm tân hôn là anh đã dụ em rồi, làm sao mà bối rối được. Lúc đó là em đi làm ở gần nhà anh á, nhưng mà từ chỗ làm là về nhà em là nó mười mấy cây lận. Dụ em dọn xuống nhà anh ở, mà trong khi chưa có cưới hỏi gì hết. Em kêu không, mỗi lần mà em đi công tác về là anh hay dụ em thôi, xuống nhà em anh ngủ đi, chứ về nhà chi xa xôi. Ý là dụ xong rồi thì cũng xuống, cũng cho ngủ phòng riêng đồ. Cái có một đêm em sợ ma quá, cái anh sao đêm qua không ngủ được mà không gọi cho anh. Gọi cho anh xuống ngủ cùng. Rồi tụi em có suôn sẻ vậy cho đến ngày cưới ha? Nó có cái sự cố gì trước khi cưới không? Dạ cũng có. Có hai sự cố là anh giới thiệu em với mẹ ảnh ra Tết là sẽ xin phép mẹ của em, thì mẹ đồng ý. Tự nhiên cái sáng sau anh đổi, anh kêu là em ơi, anh không có tốt giống như em nghĩ đâu. Cái em cũng đang nghi, tại vì con gái mà mình thường hay có giác quan thứ sáu lắm. Rồi hỏi thì em mới biết là ảnh đang quen một chị nữa ở Bình Dương. Rồi anh kêu là ra Tết mừng vẫn cưới, nhưng mà phải cho anh thời gian để anh chấm dứt với cái chị này. Lúc đó là em giận lắm, không có cưới họ gì hết. Vậy thì em không khác gì là một người thứ ba xen vào hết đó, nên là em không có đồng ý. Lúc đó là em bỏ về luôn. Cái ảnh lên trên chỗ làm của em á, ảnh đòi gặp em, xong rồi ảnh gọi ra nói chuyện. Thì hai đứa cũng nói chuyện xong rồi thống nhất với nhau. Thì em nghĩ là thôi, dù gì thì mình cũng không có thương, thôi cưới đại đi. Người ta sao kệ, quan trọng là vấn đề sau này cưới về nó như nào thôi. Nó có hai lần. Hai sự lần. Sự cố vừa rồi là sự cố thứ nhất. Một lần nữa là trước ngày cưới, tầm 1.5 tháng. À. Là lúc đó là cận Tết luôn. Chuyện gì nữa? Ý là nếu mà ra Tết cưới á, thì là anh phải về nói chuyện với ba mẹ em đàng hoàng. Thì anh quyết định là mùng 8 sẽ sang nhà nói chuyện với ba mẹ em. Cái anh nói là nhưng mà mùng 4 là anh có một chuyến đi du lịch Đà Nẵng rồi. Tự nhiên tới hôm 27 Tết gì đó là em vô tình em phát hiện được là anh này đi với chị người yêu. Cái chị mà chưa có chấm dứt đó. Dạ anh đúng. Hứa đúng. Là lần một chấm dứt rồi lần hai là vẫn đi du lịch. Ông sĩ phụ lão này dễ sợ quá đó, ông giải thích đi ông. Tại vì cái vé, cái chuyến đi Đà Nẵng đó là đặt trước mấy tháng rồi, là hứa là sẽ đi rồi. Vé hủy được mà. Xong cái hủy luôn. Hả? Xong cái hủy. Có hủy không? Hủy rồi. Rồi cuối cùng mà có đi Đà Nẵng không? Khi mà phát hiện ra rồi mới hủy đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà tại sao em phát hiện được? Giống như linh cảm vậy, mỗi lần mà anh đi với gái hay là anh làm gì là em đều có linh cảm. Thế là tự nhiên em kiểm tra điện thoại là thấy nó hiện sờ sờ.
Xong rồi em giục điện thoại cái vạch đó, em đi về một mạch luôn là ông biết chuyện gì xảy ra. Cứ điện thoại liên lạc cho em hoài, cái em chặn luôn. Anh gọi điện không được, cái anh mới nhờ má gọi điện. Mà chị hỏi là lúc đó là em yêu anh rồi chưa? Dạ chưa. Chưa có yêu mắc mới gì ghen? Hả? Ghen chứ. Cảm giác lúc đó là mình bị lừa dối nên là mình cảm thấy rất là bực bội á. Lúc nào mới yêu nè? Cưới về khoảng một thời gian là một tháng mấy hai tháng rồi mới bắt đầu yêu á. Lúc đó em đã yêu cô bạn này chưa? Dạ chưa. Chưa yêu mà vụ. Gan tay trời luôn à. Lạc bạn là đó có cái tình bạn 5 năm rồi, bây giờ cái đêm tân hôn á nó vui không? Cái dạ. Lần đầu tiên mà em sở hữu được cái con người này là mình cảm thấy nắm được tất cả thiên hạ. Cũng hơi lúc đó thì cũng hồi hộp. Cái em tắt đèn mất tiêu rồi, em cũng cảm giác nó lạ. Lạ đúng không? Nó khó tả. Thế còn Trúc thì sao? Không, không có dám nhìn, tắt đèn. Nhưng mà thích không? Khóc. Biết sao mà chị hỏi không? Là tại vì nè, hai người này là yêu nhau sau khi kết hôn, là sau khi có cái chuyện kia đúng không? Thành ra là thuộc là đây là một gọi là một kiểu vợ chồng á, là sau khi đã có cái quan hệ thể xác rồi thì mới cảm thấy là yêu nhau, cần nhau. Đó, nó có nhiều dạng lắm em. Mà có những người mà yêu nhau khủng khiếp luôn ha. Yêu 5 6 năm yêu thì yêu. Đụng vô nhau một cái bỏ luôn. Bỏ luôn. Đó là vậy. Hai bạn á là xuất phát từ tình bạn cũng không có yêu thương. Vậy thì sau hôn nhân thì chắc chắn một vấn đề để gọi là hiểu nhau. Thật sự là chưa hiểu nhiều lắm đâu. Vậy thì có những cái biến cố gì sau hôn nhân không? Xong rồi khi đám cưới á, thì tụi em có mở một cái tiệm điện thoại. Thì anh giao cho em là toàn quyền quản lý hết. Thì mở được khoảng tầm 2-3 tháng á, là nó xảy ra một vài cái trục trặc. Tiệm của em nó bị suy sụp. Khoảng thời gian đó thì nó bị thua lỗ nhiều, dẫn đến là lúc đó em bị stress nặng đó. Vậy như kiểu là bây giờ cái số tiền nó so với người khác thì nó không lớn, nhưng mà so với em thì nó cực kỳ lớn. Tại vì em mới 2-3 tuổi nên là em cảm thấy là nó mất mát rất là nhiều. Kiểu là lúc đó em không có làm được gì luôn. Em chỉ có thu mình lại thôi. Cứ sáng là em dậy em nấu đồ ăn xong hết rồi là em chui vào phòng, em nằm. Ai gọi điện thoại hay là nhắn tin hay là cái gì em cũng trả lời hết đó, trừ ba mẹ em với chồng em thôi. Còn cứ tới tối là ra, cứ vô phòng vậy, giống như con ốc sên vậy á. Ảnh đi lo hết tất cả mọi việc, từ việc giải quyết cửa hàng, thanh lý hàng hóa, thanh lý tủ, rồi cho tới giải quyết nợ nần là một tay ảnh làm hết. Cái thời gian đó trong bao lâu? Khoảng tầm một tháng. Lúc đó nói chung là cái người mà bên cạnh em và động viên em và giúp đỡ em để mà vượt qua cái trầm cảm đó chính là chồng em, đúng không? Dạ, thực sự là nếu như mà người khác thì em nghĩ là có thể là nó sẽ rất là nhiều chuyện lục đục. Và cũng chính vì lý do đó mà khiến em trở nên yêu chồng mình nhiều. Dạ, đúng rồi, đúng không? Đúng rồi. Cái đó là biến cố lớn nhất mà thay đổi tình cảm, suy nghĩ của hai vợ chồng em. Rồi, bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Bây giờ là được 1 năm 4 tháng. Đã có tin vui gì chưa? Dạ chưa. Thì sau khi về ở chung, anh ấy có tật xấu gì không? Trời, nhiều lắm anh. Anh này anh nhậu dữ lắm. Hồi xưa lúc mà trước khi cưới em hỏi là ủa anh uống dữ vậy, về em muốn có uống không? Không, em yên tâm đi, anh không phải là giống như người khác là suốt ngày sáng say chiều xỉn. Đúng, anh về anh giữ lời hứa với em, sáng anh tỉnh, tối anh mới xỉn thôi. Một tháng 30 ngày thì anh hết 28 ngày anh xỉn rồi, anh chừa lại 2 ngày là thứ bảy chủ nhật đó. Trời đất ơi. Anh có một cái tật vô tâm lắm. Em nhớ là có một cái lần, tại vì lúc sinh nhật ảnh là điện thoại của ảnh bị hư nên là em quyết định em mua điện thoại cho ảnh. Thì em mua trước là cũng được 4-5 ngày á, xong em nghĩ tới sinh nhật là em sẽ tặng bình thường đưa cho ảnh thôi. Nhưng mà cái tối hôm trước cái hôm sinh nhật á là ảnh với ba cãi nhau. Ảnh buồn lắm. Ra dắt cái xe mở xe đổ xong ông đừng ông khóc ngon lành giống nít vậy á. Em mới thấy không tội quá. Em nghĩ là em làm cái gì đó cho ảnh vui. Tại vì gấp quá em không có mua được gì hết, em mua bong bóng với lại nến với lại bánh choco pie rồi đó. Em về em thổi bong bóng xong rồi em sắp nến được khắp phòng vậy á. Xong em xếp cái bóng, cái bóc cái bánh choco pie ra, em xếp thành cái bánh sinh nhật, em cắm nến lên. Xong rồi ảnh thì ảnh nhậu xịn quá, cái ảnh ngủ rồi. Tới 12 giờ em đốt nến đốt đồ vô, xong rồi em chạy qua phòng ảnh, em kêu là anh trời, phòng có con rắn kìa, anh chạy qua anh coi đi. Không, ngủ. Nằm ngủ, lôi kéo hay là bất cứ cái gì cũng không dậy hết. Bất tỉnh luôn mà. Không phải, ảnh dậy. Nhưng mà giống như kiểu là ảnh đang buồn trong người á, nên là ảnh chỉ suy nghĩ là bây giờ ảnh buồn thôi. Ảnh không cần biết em nói là anh qua đây đi, em có cái bất ngờ này cho anh. Cũng không dậy luôn, nằm yên vậy. Trời ơi, xong rồi cái em về phòng em
Em ngồi im trong phòng, nến đồ, bóng bay đồ. Em để im như vậy luôn. Ừ. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Cái tật ông rất là thích con nít. Lúc mà cưới về em bị cái đau dạ dày á, nên là em ăn đồ ăn vô em hay bị ói ra. Ông kêu wow wow, hôm nay có bầu rồi hả? Em có một sực một cái bài báo ở trên mạng á, viết là nếu mà mình hút thuốc với lại uống rượu bia nhiều là nó sẽ ảnh hưởng tới tinh trùng á. Anh cho anh đọc xong anh sợ lắm. Anh sợ xong cái anh bỏ thuốc. Anh bỏ nhưng mà bỏ chắc đâu được 6 ngày á, cái anh hút lại. Vậy là không có kiên trì. Thích con nít mà thích hút thuốc, thích uống rượu nữa thì con nít nó không thích. Rồi bây giờ tới em đó. Dạ. À, giờ em có tật xấu gì không? Giờ em thì có nhiều tật xấu chứ. Lười biếng nè. Làm biếng là không dạ. Chịu làm việc nhà đó đúng không? Dạ. Nhiều khi bắt em làm việc nhà nữa cơ. Rồi nấu ăn được không? Nấu ăn dở lắm. Thích nấu ăn nhưng mà nấu ăn dở. Thích nấu ăn nhưng mà nấu ăn dở. Nấu chín vẫn là em. Mà lại hay quên. Có lần đi vô rẫy phụ mẹ, xong cái tháo cái nhẫn cưới ra, cái để trên cái điện thoại, lát mấy đứa em nó phá, nó làm mất tiêu. Mất luôn cái nhẫn cưới. Xong cái vô tình em lại lụm được. Cho em bào chữa đi chứ đoạn này em ức quá. Nếu mà nói đáng chí là anh đáng chí hơn. Tại vì em quên đồ nhưng mà em toàn quên ở nhà em không à. Còn ảnh là bữa em nói rồi là đừng có la em nhiều. La nhiều là bị nghiệp báo, anh không có tin. Cái anh đi ăn sáng xong cái anh để quên cái điện thoại đó luôn. Mà để quên xong tới chiều mới biết là mình mất cái điện thoại rồi. À. Còn cái việc nhà là em nhộn được có đúng một lần. Nhờ dạ. Em khui thì mới phát hiện ra thêm dạ. Có cái tật xấu là đổ thừa. Dạ đúng rồi, à, đúng à. Rồi. Bây giờ mong muốn chồng thay đổi cái gì? Chị mong muốn là chồng em bớt vô tâm hơn với lại... thay đổi cái cách suy nghĩ á. Ừ, cưới về thì những cái chuyện mà giống như chuyện vui hay là chuyện gì đó mình không có cần thiết là phải lãng mạn hay là phải này kia kia nọ á, thì nên thay đổi cho tâm hồn nó trẻ một xíu. Nói chung là bớt mọi thứ đi, bớt vô tâm lại. Có bớt thương vợ luôn không? Còn cách thì sao? Em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em cũng mong muốn là vợ thì siêng năng hơn, biết nghe lời chồng là tốt rồi. Em thì rất là nghe lời ảnh. Có một cái là mỗi lần mà cãi nhau lên là em chuyên gia làm ngược lại cái ly ý của ảnh. Là ví dụ nhà anh muốn em rửa chén em sẽ đi quét nhà đó vậy mà kiểu... nghe lời gì bảo ý là lúc mà cãi nhau à, lúc cãi nhau sai cái lại. Đó là còn con nít đó hiện giờ là hai bạn này là cái tôi vẫn còn dữ dội lắm nè chưa có chịu bớt cái tôi của mình đi để mà hòa nhập lại với nhau bây giờ các bạn bắt đầu mới thực sự là yêu nhau qua một cái sự cảm động trong cái chuyện mà cái cú sốc làm ăn mà mất tiền đó đúng không nè yeah. Thì bây giờ mới là cái thời điểm các bạn đang tìm hiểu nhau một cách thực sự cho nên cố gắng tìm hiểu và tìm tòi những cái ưu điểm của nhau và những cái khuyết điểm thì các bạn cứ tưởng tượng đi đừng có bây giờ đừng có nghĩ là đã là vợ chồng rồi mà hiện giờ hai người này đang tìm hiểu nhau đang yêu nhau đó để các bạn cố gắng là đừng có tạo ra nhiều những cái mà hiểu lầm muốn bớt cái tôi của mình lại thì phải dành nhiều buổi tối cho nhau đó ha dạ. Thì em bé sẽ xuất hiện nghe yeah. Cảm ơn hai đứa nha yeah. Chạy xe đạp chở vợ rất là hiếu động ngồi sau xe thì đung đưa cởi em như cởi ngựa rồi đùa và em rất là ghét em lại thích phụ nữ dịu dàng em chưa bao giờ ghét ai em ghét là em không tiếp xúc với mấy người đó nữa thì chỉ có duy nhất vợ em là em tuyên bố là tao ghét mày chưa bao giờ ghét ai hết á à. Ừ vậy thì tỏ tình có mắc cười không cưới chị 30 tuổi lâu muốn chết luôn rồi cưới bà luôn cho rồi đi xong rồi lúc đó em vẫn tâm lý là bản thân mà em mới nói là mày bị điên hả và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy giữ nguyên những tràng pháo tay như thế này để cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo xin chào hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son giờ mời hai em giới thiệu về mình dạ chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và khán giả em là Lý Lâm Phong em sinh năm 92 hiện tại em đang làm kinh doanh thôi mời em dạ em là Trần Bích Huyền năm nay em 27 tuổi em là thiết kế thiết kế nhưng mà bên lĩnh vực nào em dạ em là thiết kế nội thất hoặc là đồ họa nghĩ hả nhưng mà hiện giờ thì em làm giáo viên dạy mẹ à, cũng được cũng dính à rồi hai em quen nhau bao lâu rồi và cái tình yêu của các em bắt đầu như thế nào dạ thì trước tiên thì em phải kể từ lúc mà em học cấp 2 thì ấn tượng đầu tiên về vợ em là đi chơi chung nhau thì em hay đi chạy xe đạp chở vợ rất là hiếu động ngồi sau xe thì đung đưa cởi em như cởi ngựa rồi đùa và em rất là ghét em lại thích phụ nữ dịu dàng còn ảnh thì như thế nào em
Dạ là lớp 8 là em gặp chồng em, học chung lớp bồi dưỡng tin học á. Ổng đi vô em nhìn em thấy bực mình, thấy ghét lắm. Tại vì ghét cũng nhoi chứ không phải là bình thường như người ta. À cũng tăng động như cũng người ta. Cũng nhoi vậy, vậy đó. Ừ. Rồi xong mà đi học mà đội nón, mà trong lớp mà đội nón ngầu lắm. Em chưa bao giờ ghét ai, em ghét là em không tiếp xúc với mấy người, người đó nữa. Thì chỉ có duy nhất vợ em là em tuyên bố là tao ghét mày. Chưa bao giờ ghét ai hết á. Ừ. Mà trước đó là chưa, mà các chưa bạn hề có dấu không hiệu có một cái lời nguyền gì cho nhau đúng không? Thì cũng có anh, tại vì đến em chơi thân đến một thời điểm thì bắt đầu em cũng trải qua rất nhiều vấp ngã rồi, công việc cuộc sống rồi, thì bắt đầu em thân thiết với vợ, tiếp xúc với vợ em nhiều hơn. Thì lúc đó em với vợ có hứa với nhau là nếu 30 hai đứa mình ế nhau quá thì hai mình cưới nhau. Cho dù 30 lần á. Dạ. Mà chưa tới 30 nữa, 25 nữa là hốt luôn rồi. Chắc chắn là hai em là phải có một khoảng thời gian chia sẻ với nhau rồi nói chuyện với nhau thật nhiều rồi mới bắt đầu mới có tình cảm với nhau đúng không nào? Vậy thì tỏ tình có mắc cười không? Chơi nhau một thời gian dài, cái tự nhiên cái đang ngồi ăn hủ tiếu gõ hai đứa, cái tự nhiên ổng đang ăn cái ổng giục đổ xuống luôn bàn. Ổng nói mệt quá à, cưới chị 30 tuổi lâu muốn chết luôn, phải cưới bà luôn cho rồi đi. Xong rồi lúc đó em vẫn tâm lý là bản thân mà, em mới nói là mày bị điên hả? Cái là coi như là chắc là tỏ tình thất bại, là tỏ tình bên tô hủ tiếu. Trời đất ơi, em tỏ tình lãng nhách gì luôn á hả? Mà thật sự là lúc đó là em đã có cảm tình với dạ lúc chưa? Đó là em đã bắt đầu thích vợ em rồi. Chồng em á lại đi nói với cô bạn thân khác trong nhóm luôn á là anh sẽ đi hẹn hò với crush. Cái xong tụi chị em nghe xong cái tụi em thấy sao kỳ kiểu em ghen á. Cái xong em hơi ghen rồi đúng không? Dạ đúng rồi, em tức quá cái em mới nói với bạn em là thôi cái hôm mà chồng em đi chơi với lại crush á thì em với bạn em đi ăn, cái ai nhà gặp ông này với lại một người bạn khác trong nhóm tự nhiên đi lại quán ngồi ăn chung vậy, cái hỏi ra mới nói là đâu đi với ai đâu. Là crush này nè. Đúng không? Dạ. Càng ngày em càng biết là em mới xác định rõ là em rất là muốn quen vợ em và xác định rõ là sẽ cưới vợ em. Thì em mới cố lấy một đêm gần 3 giờ sáng nhắn tin cho vợ. Nhắn sao? Thôi mệt quá quen anh đi. Trời đất ơi. Trời ơi tỏ tình. Lần đầu tiên là quăng đũa, lần thứ hai là nói thẳng vô mặt luôn. Thôi mệt quá quen em đi em. Sao em? Là em mới nói không? Thôi mệt quá, tôi đồng ý đó. Em suy nghĩ, nhưng mà em sợ cái nhóm bạn em á. Tại vì tụi nó nói là từ nhỏ đến lớn là chơi trong nhóm không có được thích nhau nha, không có được quen nhau trong nhóm. Tại vì quen rồi lỡ chia tay rồi mất tình bạn. Ai nhà đâu là hả? Em suy nghĩ hồi thôi kệ đi. Bây giờ mình quen 4 tháng mà mình vẫn còn quen tiếp được á thì mình sẽ công bố với tụi nó. Cái ai về đâu quen có 1 tháng 2 tháng nè. Thôi được rồi. Được rồi đó, có tụi nó luôn đi, chắc chắn là mình sẽ cưới nhau. Rồi còn cái nụ hôn đầu đời của đó, hai đó, đứa đó. Nó xảy ra trong hoàn cảnh nào và lúc nào? Đi chơi hẹn hò nhau là ôm lại kỷ niệm thời lúc mà mình còn con nít á. Là đi vô đầm sen chơi, thì chơi lúc đó em mới chào nụ hôn đầu với vợ. Mà ở đó có một cái ấn tượng là hai vợ chồng đi chơi với nhau vui vẻ rồi hôn nhau á. Thì vợ em lúc đó đang có niền, thì có cái mắc cài. Thì em thì không có kinh nghiệm, mối tình đầu em cũng chưa hôn qua cô ấy. Và cuối cùng em hôn vợ mà em nhiệt liệt quá, sướt môi mà kể cả vợ em cũng không biết đến. Trời ơi, dướng niền đó, dướng niền. Sướt. Chà, cái nụ hôn mà có niền răng quá lạ. Sao cái nụ hôn đó rồi có đi đâu nữa không? Dạ thì thường vợ chồng em thì thích xem phim và coi kịch, đi ăn uống gần gần. Mà vợ chồng em thì không có thích đi nhà hàng này nọ thứ. Em không hiểu em điên rồi. Không phải, sao dạ, em không hiểu em điên rồi. Cái cấp độ á, giống như ăn mì cay mà bảy cấp độ đó. Có vượt qua ranh giới hay không? Thì cái đó. Cái nụ dạ. Hôn nó là cái mới cấp độ 5 thôi. Còn có cái cấp độ 7 có đi không? Dạ không chị ơi. Tại vì cảm giác quen bạn thân á, mà chơi lâu á, đó giống như là anh em trong nhà vậy. Cái cảm giác nó rất là chậm mà tụi em hay kiểu là vui quá nhưng nít vậy đó, không có quan tâm nhiều mấy chị. Nhưng mà ổng có khi nào mà ổng gợi ý không? Dạ không, cũng có cơ hội để làm chuyện đó đâu. Tại vì là tụi em đâu có đi chơi xa đâu. Có nghĩa là tụi em giữ cho nhau đến đêm tân hôn. Bao lâu, tụi em yêu với nhau bao lâu thì mới cưới? Ừ, tức là dạ, tụi em 2 năm. Từ khi biết nhau từ cấp 2 cho tới lúc mà tụi em cưới là bao nhiêu năm? Chắc bây giờ là 13, 14 năm. Và trong 2 năm đó là giữ trong sáng. Dạ đúng rồi. Cái đêm đó nó đặc biệt không em? Sao không? Cái đêm đó tụi em ngủ mệt quá. Cuối cùng suốt mấy 2 năm trời chờ đợi một cái đêm đó, còn em thì sao? Em với vợ cùng mệt quá, lăn nhau ra ôm nhau ngủ. Đi vô nghĩa quá. Tới nãy đi tuần trăng mật á là tụi em ngủ suốt chuyến đi luôn. Tới giữa tuần trăng mật là ngày thứ 3 tuần trăng mật bắt đầu mới là đêm tân hôn, mà nó cũng tào lao lắm chị. Tào lao lắm hả? Tào lao sao vậy? Tại vì cả hai vợ chồng đều không có kinh nghiệm ấy, thì cứ quờ quạng nhau mà
sao quẩn nhau vậy hả? Chị cảm thấy như vậy nè, vì hai bạn này á là kiểu như chơi nhau thân quá, thân mà thân giống như trong nhà rồi. Thành ra bây giờ tự dưng là dính vô cái chuyện đó, thế là nhiều khi nó cũng cần thiết luôn á, đúng không? Một năm đầu á là tụi em kiểu như là giỡn mặt lắm, kiểu thôi cũng được, khó cũng được, cũng có cũng sao. Với cho tới khi mà sau năm thứ hai là bắt đầu muốn có con, bắt đầu nghiêm túc Đến gặp bác sĩ. Dạ đúng rồi, tại vì tụi em thả cũng mấy tháng mà sao chưa có, cũng sợ bác sĩ khám thì đi từ đông sang tây luôn, mà mọi người đi siêu âm đi làm các kiểu mọi người nói bình thường không có gì hết. Cái xong mới hỏi một bác sĩ, ủa vậy giờ tụi con có khó có con không? Cái bác sĩ mới nói là không, tụi bay dễ có con lắm, tại tụi bay thôi. Mà tại sao thì là anh hiểu rồi. Sao em? Tại sao? Tại vì kinh nghiệm không có. Và bác sĩ có dạy luôn không? Dạ, thì bác sĩ có chỉ một số cách để mình dễ có hơn. Rồi sau khi mà được bác sĩ tư vấn, rồi cái tần suất nó đều đặn hơn, thì tụi em có thấy là cái việc mà về quan hệ, về tình dục đó, nó có cần thiết với tụi em chưa? Hay là nó vẫn như những hồi năm rồi, là có không được, không có cũng được? Cũng vậy hả? Cũng vậy. Vậy rồi hả? Vậy luôn hả? Chắc là chưa đúng bài. Dạ sao á? Rồi bây giờ nè, bạn với nhau mười mấy năm, rồi yêu nhau là 2 năm, rồi cưới nhau được 5-10 tháng. Đó, ở với nhau một cái khoảng thời gian quá dài như vậy, vậy thì có phát hiện tật xấu của nhau không? Dạ nhiều lắm. Hồi lúc mà chơi thân á là ổng là cái người hay cãi với em thôi, nhưng thật ra là vẫn ít nói, ít mà quan tâm tới những cái sự kiện mà tham gia vô cái cuộc nói chuyện chung. Nhưng mà về nhà là nói rất nhiều, nói từ A tới Z luôn. Xong mà ăn cơm là món này mặn quá, món kia lạc quá. Xong rồi là tật xấu của em, mấy đứa em là cứ kể ra, cứ nói là mày không được như vậy nha. Rồi đồ đạc á là cứ có bao nhiêu đồ mặc trong người á là tối về thay đồ á là thả hết trong phòng. Nói luôn. Nhiều nè, bừa bộn nè, đúng không? Đó. Bừa bộn nè. Rồi gì nữa? Sau rồi khó ăn uống lắm, mà ăn đồ mà phải khoa học, phải ăn đồ luộc, đồ hấp, không ăn vặt. Rồi giờ tới em đó, cô ấy có tật xấu gì không? Dạ tật xấu của vợ em thì là cứ hay quên lắm anh. Ví dụ là ngày hôm sau mình đi ăn tiệc, dự tiệc thì tối hôm đó em đã báo giờ giấc rồi, sáng hôm sau hỏi 1 lần, chưa hỏi 2-3 lần, tối hỏi thêm vài lần. Chuẩn bị đi, trước khi đi còn nửa tiếng hỏi thêm 1 lần nữa. Cứ hay quên vụng về. Lúc trước khi cưới thì em hay qua nhà vợ làm đồ ăn sáng cho em ăn, thì làm rất là đẹp, rất là ngon. Mà không hiểu sao từ ngày cưới về á, lúc nào cũng làm thất bại. Ồ, vậy là hồi đó là nhờ má làm hả hay sao? Dạ, trực tiếp em nhìn luôn á chị. Ồ, vậy hả? Dạ. Bây giờ cưới nhà về thì cũng những cái món đó thôi, nhưng mà không, mà thất là bại. Không làm thất bại. Ủa lạ vậy? Có tiểu xảo gì không em? Không có luôn chị, tự nhiên em chiên trứng bể hoài. Ồ, vậy đó hả? Rồi, còn tật xấu gì nữa? Dạ, đi chơi với em chồng á, thì nói với em là em đi tầm nửa tiếng em về với anh liền à, anh nhà đợi em tí nha. Đi đến 11 giờ em không gọi là không về luôn. Đi chơi quên giờ giấc. Tham chơi. Rồi, cái nguồn kinh tế trong gia đình ai là người nắm giữ? À, người quản lý chi tiêu là em. Mà vợ em thì bây giờ đang học cao học, thì những hôm đi học á, thì em người quản lý chi tiêu em hay hỏi vợ em, vợ ơi em còn tiền không để anh cho em tiêu xài. Thì vợ em còn nhiều tiền lắm anh, mà em cứ rất là lâu rồi em vẫn chưa cho thêm. Mà vợ em vẫn còn thì em nghi ngờ, thì mới mở cái bóp ra. Chỉ còn 15 ngàn mà toàn 1-2 ngàn. Trời ơi. Rồi tiền em tiêu xài sao? Thì em cứ thấy vợ hết thì em cứ lén bỏ vào. Rồi cứ vậy, cứ tối và em cứ mở bóp vợ để bỏ tiền vào. Má không quan tâm luôn. Vợ em cứ nghĩ là, ủa? Còn tiền nhiều lắm anh ơi, còn nhiều tiền nhiều lắm. Có ông bụt xuất hiện cho tiền á. Thật sự là em không hề biết luôn hả? Em không quan tâm luôn hả? Dạ đúng rồi, em không để ý luôn á, tại vì em không có người, em là người không có quản lý được mấy con số, em ghét số lắm, đừng kêu em tính tiền gì hết trơn, em không thể đếm tiền được luôn. Xong rồi lúc nào cũng thấy có tiền, cứ nghĩ là chắc mình không xài sướng mà. Thôi kệ vậy đi, ông chồng giống như ông bụt. Rồi còn gì nữa không, có ghen không? Dạ giờ em rất là ghen, chỉ cần em chạy xe á là em liếc nhìn đường á, thì cứ sẹt cô gái đi ngang qua thì vợ em cứ nhìn nó, anh nhìn gái hả? Thì em phải giải thích. Và vợ em thì người thẳng thắn á, mà giống như là bạn bè mà đối xử tệ với cô ấy á, thì vợ em hay nhớ là kể là từ A đến Z không sai một dấu, không sai một chữ, không sai bất cứ cái gì, kể 100 lần là như một. Mà kể đi kể lại. Dạ. Cứ nhắc tới chuyện đó là em sẽ như bấm nút vậy, là play một cái là nó đi chen vậy. Dạ đó là để bụng đó chị. Rồi có mong muốn thay đổi gì không? Em có mong muốn thay đổi, vợ em thay đổi điều gì? Hiện tại thì em chỉ mong muốn vợ em bớt ham chơi, nghiêm túc hơn. Nghiêm túc hơn chống gì?
nghiêm túc hơn với em á, bớt bớt nhây nhua với cả hai vợ chồng mình quá nhây nhua á. Lầy á hả? Dạ. Giờ em mà lầy là em lầy theo luôn. Rồi còn em thì em mong muốn ảnh thay đổi điều gì? Em thì ông xã em đối với em thì cũng không có gì để phải thay đổi hết. Nhưng mà riêng về cái mảng sau này mới biết là cái cách đối với mấy đứa em hay càm ràm á, thì em mong là chồng em bớt càm ràm mấy đứa em lại. Vậy thôi. Còn bây giờ chị hỏi nè, trong cái chuyện vợ chồng của tụi em là bây giờ tụi em đã nghiêm túc chưa? Dạ. Hay là vẫn còn nhây nhưa, vẫn còn lầy? Dạ nghiêm túc rồi chị. Dạ tụi em nghiêm túc rồi. Và vợ chồng em vẫn thích chuyện đó nhưng mà nó không phải là cái chuyện quá quan trọng với tụi em. Vì sao mà tụi em cái cảm xúc tình dục tụi em không có nhiều? Bởi vì tụi em quen nhau lâu quá rồi. Thành ra là những cái xúc động, những cái rung động mà về cái cảm giác về tình dục nó bị giảm đi so với cái mà người ta mới gặp nhau. Bởi vì cái gì cũng vậy, mới mà. Mới thì nó sẽ tạo ra nhiều những cái xúc cảm khác nhau. Nhưng chị nghĩ rằng trong cái mối quan hệ vợ chồng á, tụi em phải tìm cách nào đó là mình tạo ra cái xúc cảm đó, để mà cái việc đó nó đi đến cái kết quả mà mình đang muốn, đó là đứa nhỏ. Hiểu không? Tận hưởng. Mình tận hưởng cái chuyện đó thì em bé sẽ đến rất là nhanh. Ừ. Cảm ơn chị Hồng Vân. Rồi nhân đây thì anh cũng chúc cho hai vợ chồng em mọi thứ sẽ trở nên hòa hợp hơn, và đặc biệt là năm sau sẽ chào đón một thành viên tuyệt vời đến với gia đình chúng ta. Nghe. Cảm ơn Quốc Thuận. Rồi xin chào hai em. Hai tụi em ở chung với nhau là khoảng được gần 2 tháng là anh của vợ em biết hai người mới nảy sinh tình cảm. Lúc đó là anh vợ em mới tách vợ em đi ra ở chung với bạn của vợ em là gái không. Cái thời mà hẹn hò vợ em á là hầu như là đêm nào vợ em cũng leo lên xe mà ngồi đi theo để coi đá bóng hết. Bây giờ mới cưới về kêu đi theo coi đá bóng là thôi em không đi nữa. Kêu hơi buồn lắm em ở nhà. Tại hồi đó là thích coi sân lớn, còn giờ chỉ thích coi đá sân nhỏ thôi. Ui, làm bạn bè ảnh chọc em quá trời. Nhiều khi bạn bè hỏi, ủa Tiên sao em lại có thể quen một người như vậy được? Em chỉ biết xấu hổ. Xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật to, thật kêu để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai bạn. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Em tên là Lê Thành Trung, em đến từ thành phố Tây Ninh. Hôm nay em 26 tuổi ạ. Em làm việc ở Vinhome Central Park. Nghề nghiệp của em là quản lý thể thao. Thế còn em? Em tên là Thủy Tiên, em đến từ Phú Yên nhưng mà làm việc ở Sài Gòn. Hiện em đang làm công việc thư ký công trình. Hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Hai tụi em gặp nhau là cách đây 6 năm. Em quen anh của vợ em trước. Hai anh em là sống chung cái dãy phòng trọ với nhau. Xong là khoảng 1 năm sau là vợ em mới với Phú Yên vào đi học. Mới tình cờ là ở chung xóm trọ luôn. Mà lúc đầu em gặp là vợ em còn ốm hơn bây giờ nữa mà đen đen lắm. Nhưng đen có cái nét dễ thương. Lúc đó em nhìn liếc liếc hoài à. Liếc liếc hoài. Thế còn em nhìn ảnh, em có liếc liếc ảnh không? Dạ, hồi đó là em mới vào Sài Gòn còn bỡ ngỡ lắm. Lúc đó nhiêu tuổi? 18 tuổi. Trời ơi, 18 tuổi. Tuổi đẹp lắm. Dạ, lúc đó thì em cũng chảnh lắm, không thèm nhìn lại anh này đâu, không để ý luôn. Rồi thì bao lâu thì hai đứa mới hẹn hò nhau? Tại vì cái phòng của anh, của vợ em lúc đó là phòng tới ba người con trai lận. Mà phòng em là có mình em ở với chị em thôi. Mà phòng em lại có gác lửng. Nên anh của vợ em á mới gửi vợ em ở chung với chị em ở trên gác á. Mà em ở dưới đất chứ không có gì hết nha. Đúng là hổ gì đâu mà. Tự nhiên nó không có gì đâu. Đúng không nào? Dạ. Bây giờ có gì đâu sao ai biết được. Đúng rồi. Anh của em á là muốn né hai cái người kia. Dạ. Gửi qua cái người này ai về dính người nào. Người tính không bằng trời. Mà tính. Lúc đó trong xóm trọ em á là tới 2-3 người đi vợ em lận. Mà em là em may mắn hơn là em ở chung phòng. Nhất cự ly nhì tốc độ mà ưu tiên hơn. Nhưng mà cái khoảng thời gian ở trong nhà đó, rồi mỗi lần mà leo lên lầu á rồi hai đứa có thường xuyên vai chạm nhau rồi nói không gặp nhau ở trong nhà thì gặp nhau thôi chứ làm gì cọ sát rồi cái gì không nói ánh mắt vai chạm nhau, ánh mắt vai chạm nhau. Hai tụi em ở chung với nhau là khoảng được gần 2 tháng là anh của vợ em biết hai người mới nảy sinh tình cảm. Lúc đó là anh vợ em mới tách vợ em đi ra ở chung với bạn của vợ em là gái không. Lúc đó thì em cũng thấy anh này hài hước dễ thương nên sau đó cũng có phát sinh tình cảm giữa hai đứa. Nhưng mà lúc đó thì anh em vì lý do là chơi chung với ông này là lâu rồi nên cũng hiểu tính nết ông này như thế nào. Hồi đó ảnh đào hoa lăng nhăng gái của tùm lum hết nên khi mà biết vậy á là anh ra sức
ngăn cản, không có cho em quen luôn. Có lợi ghét ông này ra mặt. Trời ơi. Trời. Hai anh em chơi thân với nhau dữ lắm. Cũng vì vợ em mà hai anh em nó mất thân luôn. Tới bây giờ luôn. Vậy đó hả? Lúc đầu là thân, hai anh em thân mà đi chơi hay là ảnh có thể anh biết được một hai người bạn gái hồi đó của em luôn. Rồi ảnh trong cái những cái cuộc nhậu vui ảnh còn kêu là sau này em gái tôi vô tao làm mai cho. Còn nói vui vậy mà sau này vô chứ biết hai đứa thương nhau cái cấm cản luôn. Sau khi mà tách ra ở ngoài ở riêng thì hai đứa lại đi đi chơi nhiều hơn nữa. Rồi anh sao nó phát hiện nữa. Sau này là ảnh phát hiện hình trên Facebook. Rồi sao nữa? Kêu vợ em về ở chung với ảnh, với vợ ảnh để ảnh quản lý cho nó chặt hơn. Nhưng mà là chung cái xóm trọ gần nhà em luôn. Gần cái phòng của em luôn. Dạ cũng gần phòng đó luôn. Lúc anh ở đầu phòng, em ở cuối phòng. Lại thì sao nói nghe coi. Lúc đó là cứ lén lút nhắn tin qua lại vậy thôi, chứ đi chơi thì hạn chế lắm rồi, tại ảnh quản lý luôn rồi. Lâu lâu xin đi chơi thì ảnh mới cho, chứ không là ở nhà học bài không à. Nói nghe nè, có khi nào mà bạn này lén la lén lút đợi anh chị của em đi vắng là anh đột nhập qua em không? Thôi anh kể luôn đi. Là có đúng không? Có đúng không? Có chuyện gì là tại vì cái câu chuyện này là em giấu người anh của em tới bây giờ em chưa có kể mà rồi. Hôm nay là trên sóng em kể luôn. Em yên tâm đi, anh em không có mặt ở đây, anh em không biết đâu. Bí mật không biết đâu, giữa cả nước biết à. Nếu mà đâu đó ở ngoài Phú Yên anh có xem chương trình này á thì lúc đó anh sẽ biết thôi. Nói vô đây đi, nói vô máy. Là cái lúc mà anh chị còn ở trên này á, là anh chị ban ngày thì đi làm, cái hôm đó sau là xui là vợ em cũng ở nhà, em cũng ở nhà. Phòng trọ lúc đó nóng lắm, em mới đi toilet. Trong phòng em thì nó bị chị em đi mất tiêu. Em mới chạy qua phòng vợ em nhờ em đi toilet. Vô đi toilet thì em cởi áo ra. Xong rồi chứ chạy về hồi đó quên cái áo không có nhớ luôn. Tới chiều lại anh vợ em về mới vô phát hiện cái áo. Trời ơi la vợ em quá trời luôn. Có đánh không? Dạ không. Chị đánh thì không đánh mà la. Rồi lúc đó là vợ em đâu có dám nhận. Vợ em kêu mới nhắn tin cho em, sao anh để quên cái áo bên này. Lúc đó là trong xóm trọ có một cái người bạn mà thân với em lắm. Người bạn này thì cũng ổn ỉn xíu. Đó em mới nhờ luôn, ơi mày qua mày nhận giùm tao đi, bằng mọi giá mày phải nhận giùm tao. Là cái cậu này nè, cậu mới chạy qua mới nói với anh của bé Tiên, anh với vợ em á, là cái áo này là của anh đó. Rồi bị la một trận, la một trận giùm em luôn, bị la. Vậy đó. Nhiều phải cảm ơn cái bằng hữu hiểm đó. Nhưng mà cái lần đó xong có giục cái áo đó luôn không? Em vứt luôn, không dám mặc cái áo luôn. Luôn chứ sao? Mặc thì loi đó. Tụi em yêu nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Tụi em quen nhau đúng 6 năm. Cưới nhau mới khoảng 6 tháng à. Son quá. Nhưng mà em làm cách nào để mà em chinh phục anh vợ của em? Em chưa chinh phục được, mà anh chưa chinh phục ba mẹ vợ em. Vậy là câu chuyện này mới xảy ra thôi chứ đúng không? Vậy là từ trước đến giờ là em và anh vợ của em vẫn chưa có thể nào thân thiện như đó. Như lúc trước nữa. Đâu đó thì em với anh vẫn còn nói chuyện qua lại thôi. Nhưng mà hồi đó là hai anh em nó có cái gì đó thân dữ lắm. Đi đá bóng chung hay là đi chơi chung luôn. Nhưng mà bây giờ nó... Sức mẻ một chút rồi phải không? Chút xíu thôi. Ừ, vậy thôi nhân dịp này đi. Đó, chị anh nghĩ nè. Nhân cơ hội này em có muốn nói điều gì với người bạn của mình hay không? Đồng thời bây giờ là anh vợ của mình. Dạ, em muốn nói với anh vợ em là em sẽ về Phú Yên. Và em sẽ muốn là anh em mình nó sẽ thân lại như ngày xưa. Có những cái trận mà đi đá bóng chung hay là đi chơi chung như ngày xưa vậy. Tính ơi, nếu mà Tính mà có bỏ qua thì chắc có lẽ là em phải cảm ơn chị Hồng Vân. Bởi vì chị Vân đã gợi ý một cái điều quá là thiết thực và quá là ý nghĩa, phải không nào? Đầu tiên thực ra thân nhau rồi á thì chị nghĩ vậy nè, đã thân nhau rồi thì bây giờ cái chuyện nối lại cái tình thân đó nó cũng đơn giản thôi chứ không có gì. Tại vì thực ra thì trong cái thời gian mà tụi em lén lút lâu quá đó, thay vì bớt lén lút lại nói từ mí cho ảnh á, nhiều khi ảnh không tự ái lén tới 5 năm lận em mới lòi ra. Ông chứ cũng hơi bị hụt hẫng do khoảng cách á, khoảng 5 năm ảnh về đó anh sống rồi chứ hai anh em cũng ít nói chuyện. Thì đó bởi vậy thay vì đáng nghĩ người ta phải nhắn tin thường xuyên Nói nghe nè, hai đứa cưới nhau về là 6 tháng còn quá son rồi đúng không? Mày chắc hai đứa đâu có tính xấu gì lòi ra đúng không? Cũng có. Dạ có anh. Có trời, sao phần để chưa khí thế liền. Sao đến cái phần này nó vỗ tay cái nào. Em á nha, lúc em á là một người dân thể thao mà rất là mê đá bóng. Cái thời mà hẹn hò vợ em á là hầu như là đêm nào vợ em cũng leo lên xe mà ngồi đi theo để coi đá bóng hết. Bây giờ mới cưới về kêu đi theo coi đá bóng là thôi em không đi nữa. Kêu hơi buồn lắm em ở nhà. Tại hồi đó là thích coi sân lớn, còn giờ chỉ thích coi đá sân nhỏ thôi. Tò mò quá, gì Binh hỏi, gì Binh hỏi luôn đi. Chị mời Binh quá. Hai đứa bạn nhiêu tuổi rồi? Em 26, vợ em 24. 26, còn em là 24. Anh cứ thắc mắc hoài cái chuyện đêm tân hôn. Nó có gì đặc biệt đối với hai đứa không hay là nó bình thường? Đêm tân hôn đặc biệt lắm. Tại đám cưới em có hiểu câu hỏi của anh không? Đặc biệt hay là bình thường? Đặc biệt, rất đặc biệt luôn. Đặc biệt.
Nghĩa là ý anh Thuận hỏi tụi em á là tụi em có tân hôn trước chưa hay là bữa đám cưới rồi mới có tân hôn đó, ý ảnh là vậy đó. Tại chưa người ta chưa có hiểu mà. Thôi để chồng nói đi, Tiên Thuận nói mắc cỡ lắm. Không được, sinh hoài mà không có được. Là đêm trước tân hôn đó. Hay là trước đó? Trước đó. Là giữ gìn luôn hả? Vợ em không có cho. Giữ cho tới đêm tân hôn luôn hả? Trời ơi, Tiên hay quá, Tiên hay quá. Trời ơi. Rồi như vậy, cái đêm tân hôn xin cho không? Cái đêm tân hôn đầu tiên thì xin không cho. Sao vậy? Dạ, tại vì trúng cái ngày em bị đèn đỏ. Dạ. Thì đêm đó là em đi chơi bạn bè luôn, còn anh này thì theo gia đình về Bình Định đi chơi, chứ hai đứa không ở chung với nhau đêm đó luôn. Mặc dù là đó mình cưới ở ngoài Phú Yên á, là người ta có cho một cái khách sạn để hai vợ chồng ở luôn. Rồi ba mẹ cũng hỏi, ủa sao cưới sao không ở chung với vợ? Mà vợ kêu, thôi anh đi theo ba mẹ đi. Hôm nay em bị bệnh rồi. Là không có ở trong cái phòng Nguyên Hương luôn. Không, dạ, ngủ luôn, không. Kêu trời 6 năm rồi cũng không được rồi thì thôi giờ anh cũng đi luôn hả? Là bị chọc, bị người nhà ba mẹ hay là dòng họ chọc quá trời, cưới mà không có động phòng. Xong rồi đứa nào đi đường đứa nấy đó. Rồi tuần sau mới được á. Thôi nhầm nhò gì, 6 năm còn chờ được ủng hộ chứ 6 ngày đúng không? Nhưng mà chị hỏi nè, sao mà em giữ gìn được hay quá vậy? Tại vì em cũng chưa xác định là hai đứa tới được con đường hạnh phúc như vậy. Tại vì lúc đó ba mẹ rồi anh chị cũng ra sức ngăn cản, thì em nghĩ chắc là quen không được lâu đâu, nên anh cũng nhiều lần xin nhưng mà em không cho. Kiên quyết không cho. Dạ. Nói chung cũng có xin là cũng hiền lành á, chứ gặp đứa không cho nhiều khi nó cướp. Đúng không? Nhưng mà hiền, cái mặt mày thánh thiện, mặt mày thánh thiện nè. Tại vì em cũng biết là vợ em quen hai nơi sao á, lỡ mà không có đến được thì cũng tội cho vợ. Thôi vậy là tốt rồi. Nhưng mà bữa ở Tây Ninh được rồi là mỹ mãn không? Mãn nguyện không? Rồi đó, mãn nguyện là vui rồi. Mãn nguyện là vui rồi. Bây giờ cưới nhau về là bây giờ là chấp nhận những cái tật xấu của nhau đúng không? Càng mãn nguyện hơn nữa. Hồi nãy là mới khui cái chuyện là đá banh. Dạ. Là bây giờ thì còn cái gì nữa không? Nóng tính. Còn cái mặt gì mà nóng á hả? Vợ em mà đi làm về hay là bị cái gì trên công trường mà làm về trễ hay là nhiều việc hay là bị cái gì đó, y như kiểu mà dặn cá chém thớt vậy đó. Về mà em mà chỉ cần hỏi nhiều quá, quạo quát em luôn. Rồi, bây giờ tới em. Dạ, anh ấy có bị bệnh hôi chân. Hôi chân? Dạ, đúng rồi, hôi chân lắm anh ơi. Tại vì cái tính chất công việc của anh là mang giày thể thao á, cả ngày nên tối về á, mấy bữa nay trời lạnh nữa, lại làm biếng tắm, làm biếng rửa chân, thế là lăn vô giường ngủ luôn, em chịu không nổi. Cái hộ chế là lấy hai con mắm làm cho ông kẹp vô cái chân ổn đi, hết hồi chân thành hồi mắm. Lúc trước thì em còn dặn là đi làm về lại phải bước vô phòng tắm, rửa chân ngay cho em rồi mới được lên giường. Còn không là hai đứa không được ngủ chung đâu. Nhưng mà có rửa thường xuyên không? Dạ cũng có, lúc trước cũng rửa, nhưng mà sau này thì trời lạnh thì anh lại làm biếng. Mấy bữa nay trời lạnh làm biếng. Còn cái tật gì nữa không? Dạ có, ảnh hay thả bơm. Thả bơm suốt luôn. Đi chơi với bạn của ảnh là thôi, ảnh coi như thú vui và thả liên tục. Vui. Làm bạn bè ảnh chọc em quá trời. Nhiều khi bạn bè hỏi, ủa Tiên sao em lại có thể quen một người như vậy được? Em chỉ biết xấu hổ. Rồi, em không biết nói gì hết. Bộ bơm em gài sẵn trong bụng em sao mà muốn thả lúc nào thả sao? Mỗi lần đi xe trên đường anh, hở mà ảnh nhúc nhích cái mông một cái là em biết. Đúng rồi, vậy là biết dạ, rồi. Vậy là hệ tiêu hóa tốt ha. Tốt. Nhưng đó. Mà nhiều lúc bực mình lắm chị. Ví dụ như ảnh đang ngủ mà em không thức vẫn thả được luôn. Cái thả mà thả trong giấc ngủ luôn á. Nhưng mà mình không nỡ đánh ảnh vậy. Đâu biết đâu. Hãy thức rồi. Em đó là cái cơ địa của mình đâu có biết được. Gọi là cái đó là tật bẩm sinh rồi thôi, mình không có, không có xếp tật xấu rồi. Xấu là chỉ có cái vụ này bê bối. Dạ. Phải ngâm. Đó. Mà bây giờ đỡ rồi, vợ em mua em cho tới 5 đôi vớ lận, mỗi ngày là một đôi. Thôi quá là em vứt luôn, không dặn ra nổi đâu chị. Em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Dạ chỉ có bớt thải bơm đi. Rồi. Sao bớt được? Bớt nó chết á. Gặp em vậy em bớt được không? Lẽ lấy keo hai mặt dán lại. Nhiều khi là ảnh cố tình đó anh. Ảnh cố tình chọc cho em tất luôn. Đối với anh đó là niềm vui mà. Đối vui hả? Mà hỏi thiệt nè, nãy giờ ngồi đây có thả bơm miếng nào không? Chưa. Giả cười quá đó. Không có biết đâu rồi. Cái đồn đó là cho ăn rau nhiều để đỡ thả. Đó em về thử đổi rau cho ăn coi. Rồi còn gì nữa không? Siêng năng tắm rửa, rửa chân nhiều vô. Rồi còn em thì sao? Đừng có nóng tính. Từ đó giờ tất cả mọi chuyện là em đều phải xuống nước mà để hàn gắn hay là năn nỉ vợ. Nhưng mà muốn là vợ phải lắng nghe, đỡ như mình có gây lộn với nhau hay là cái gì đó, hai vợ chồng phải ngồi lại mà nói chuyện.
em nhiều lúc em ngồi em nói chuyện với vợ em thì vợ em lại nóng lên, vợ em bớt nóng lại là ok. 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 Quá đẹp rồi. Không, chị thấy vậy nè. Chị thấy vậy nè. Tại vì hai đứa lấy nhau còn mới có 6 tháng trời thôi đúng không? Dạ. Đây đang là cái giai đoạn á, tụi em hình dung không, hai cái viên đá nó là thô á, nó cọ sát với nhau thì có những chỗ nó chưa khớp, hiểu không? Ừ. Thì bây giờ á, mỗi người á phải cố gắng từ từ á, mình thích ứng, mình tìm cách để mà những cái cạnh nó khớp lại. Em hiểu ý chị không? Thì mỗi người phải tự vận động để mà mình tìm cái cách nào á để mà vợ chồng nó khớp lại gọi là tối đa nhất. Đó, thì sau khi tụi em làm được cái việc đó rồi á, thì tụi em có đủ điều kiện, đủ kinh nghiệm, đủ cái tình cảm để có thể đón chào thành viên mới là đứa con của mình. Tại vì sau khi đứa con sinh ra đó thì còn nhiều những cái chuyện nó kinh khủng hơn nữa. Bởi vì sao? Nó lại thêm một cái viên đá nữa, góc cạnh nữa. Thì bây giờ hai vợ chồng lại phải tìm cách để mà làm sao để cái viên đá nhỏ đó nó khớp lại thành một khối. Thì ăn thua là mình tìm được cái điểm khớp lại với nhau. Đó, thì chị nghĩ là tụi em cố gắng trước khi có thành viên mới thì tự khớp với nhau trước đi nha. Để đón chờ. Chứ anh Bin là hay lắm ạ. Nhà 4 người rồi mà khớp rợp luôn á. Gia đình này hạnh phúc lắm á. Ông bố này là tuyệt vời luôn đó. Cảm ơn em. Xin cảm ơn hai em.